Từ từ cho gáo nước cái đây. Rồi. Chưa thấy lên cơ luôn rồi. Lên cơ luôn rồi. Đó, cái nâu nè, mọi người xem cái nâu nè. Bự ra chưa? Bự bằng cái bàn tay luôn á. Gánh lên, gánh lên. Từ từ. Từ từ chân. Bung dành lú luôn đó. Đi quá. Quá này. Quá. Quá. Trời cái chốt khủng luôn rồi. Đầy vỏ rồi. Phải sớm mày đặt ở trong cái mé là còn giữ nữa. Vậy hả? Vậy cho nó theo bê đi cho nó ấy. Rồi, hello mọi người ha. Hôm nay xin mời mọi người theo chân mấy anh em mình đi giỏ lú cá Goldfish vuông tôm mọi người. Đây là một cái lú đầu tiên. Đó, ý có cái nâu luôn. Này để riêng anh ơi. Đây, cái nâu bự chưa? Bả đã. À, có lấy cái gì để riêng cái nâu đi chứ. Bỏ trong ấn sau này mấy phần sau này con. Rồi, đây là cái lú thứ hai mọi người. Bắt tôm không ạ? Hồi nãy phải đem thêm cái cây nó dễ. Đó, bắt ghẹm cho bá, bắt ghẹm cho bá coi. Để đó đi. Đó, nhấp cá chưa? Chạy chứ. Lấy cái cây theo luôn anh, hồi mình bơi lại. Rước ổng chảnh chạy dữ lắm à. Nhiều không? Hai ba con không? Cái nào đó hả? Ba thả lú với sông vô hả? Thả giống. Hôm bữa nó thả mà không biết bây giờ bay lớn. Số bắt hết luôn hả vậy? Dạ bắt hết luôn. Ủa, con này nhỏ quá thì thả lại phải không? Đây, có cá, có số, cá nâu. Trời ơi, một khúc luôn kìa. Quá trời ơi. Khỏi cây mà một khúc. Có cái nâu ở trong đó nha. Cái nặng có. Thầy đuối à. Một khúc luôn vậy. Thầy đuối à. Làm được mấy ai cho mình sao nhỏ cái đông quá ta. Trời ơi, xui kìa. Ba ăn cá nâu có gì á. Cơm nữa mà. Mình có cục thịt cứ cực cực lên. Lú gì dành không gì mất tiêu hết trơn. Nhiều quá gãy dành. Đó là có cái nóng rồi kìa. Ừ. Cái hướng trên này chạy nhiều hơn. Cái hướng nước nó chảy xuống này nè. Ừ. Ừ. Quá trời cá luôn ha mọi người. Cà phê nâu cái chóp gì. Ồ cái nâu này bự quá nè. Đâu rồi? Đó cái nâu đó. Đó. Đó trời bá luôn. Hướng này ít dính. Đó cũng dính ha.
Đó, có con cá nâu đó nha. Đó, cá chốt bự đó. Nè, cá chốt bự nè, nó vô nó không có bự nè. Đây nè. Ồ, cá nâu nữa kìa. Ê, giờ hết vô bọn cá nâu à. Hai con. Cái gì vậy? Cái gì? Lúa này không được rồi. Thôi bỏ luôn đi. Hay được mà. Được mà, thôi lú đó nghỉ xài luôn đi. Trời ơi. Rồi một khúc luôn rồi. Cái này cũng nhiều quá. À. Chụp con không? Hai ba con. Trời ơi, cái này một khúc luôn. từ từ đừng nóng vội. Cho sạch sình cái đi để dằn tùm lum. Ôi có chân chào đắng đó. Ơi trời ơi nhiều quá. Đó, con nữa đó, bàn cá yên, chỗ đó con nữa kìa trước mặt anh. Chắc hết rồi, có bốn con gì à. Đột tí nữa lọt mưa. Ủa, dạ. Hướng này sao dính nhiều ha. Cái này con có chứ. Không hết đầu, cái này con thui cái nãy đâu à. Không hết đầu nha. Cứ từ từ. Trời ơi coi kìa. Một khúc luôn rồi. Quá thứ. Đúng là thư là anh đưa mình đi trước rồi đưa đúng bài luôn. Đưa mình cá nhiều không? Ồ, cá nâu quá trời bự luôn. Từ từ cho gáo nước cái rồi. Rồi. Đầy vỏ luôn. Không có ai mà bơi nổi vô đâu. Hay là vỏ luôn á. Lâu không. Ấy thôi coi chừng cái nâu cái chốt rồi thọt tay vô đó. Trời ơi. Cái này nói trời nắng mà nó trời ơi. Ồ có cá nâu con luôn kìa. Chưa chứ cá nâu nên đưa mình lên này kìa. Ồ. Cục luôn. Tháo cái đuôi chưa? Ê nó trả lại kìa. Thấy lên cơ luôn rồi. Dở lên cho nó gáo nước cái heo quăng lên. Cái nâu đó tươi xanh ha, mấy con đó. Trời ơi, mấy cái nâu quá bự. Đói tay chị vậy. Không thấy cá đói nào bự vậy ta. Đói, bắt được 2 con. Trời ơi, cá kìa ông nội. Trời ơi, một khúc luôn kìa. Đi con cá nâu nữa nè. Bắt đi. Rồi cá nâu quá bự nha. Cá đói rồi, cá nè. Đâu, nhanh coi. Trời ơi, cái nâu bự. Không
Ông làm cái lú ông không dám cọc cái đó lại. Lú này thưa rồi. Lú đặt cá này là phải hơi dày dày chút nữa mới được. Nhóng cho nó gáo nước cái để lên nó nhẹ. Ồ ít mà. Ồ hôm cá nâu đen, cá nâu đen bự cho bá luôn kìa. Cá nâu nhiều quá. Bá là mượn con đó anh đều. Quá cho bự luôn rồi. Đó, cá nâu nè, mọi người xem cá nâu nè. Bự ra chưa? Bằng bự bằng cái bàn tay luôn á. Nó nhóc cá vậy nè. Ồ cá con không à? Gì vậy? Thôi. Khúc luôn rồi. Thôi. Con dài dài nữa. Cá con đù. Nhiều lắm. Ừ. Đây, đây. Chèo này không thơm rồi. Đặt khơi khê ngoài vậy mà chạy cỡ đó đó. Nhóc cá nâu luôn kìa trời. 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 Gánh lên, gánh lên. Từ từ. Từ từ cái chân. Bung dành lú luôn đó. Quá này. Quá. Quá. Cái chốc khủng luôn rồi ô. Từ từ để bắt lửa ra cái đi. Đấy hơi đủ mệt lắm. Quá trời cá nâu rồi mọi người. Ok. Chậm quá. Chậm luôn. Đầy vỏ luôn quá. Nhưng mà không có con cá đói à. Khủng rồi, khủng rồi. Đó, cá chốc khủng đó. Quá trời luôn rồi. Cái lúa này nó giảm không nổi gì trời. Phải sớm mày đặt ở trong cái mé là còn giữ nữa. Thường nó đi theo mé đó cả nồi. Quá trời cá nâu rồi.